Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ em trải qua hai mối tình rồi. Mấy? Hai mối tình rồi. Em nói chuyện em có suy nghĩ. Em nói chuyện hơi không có duyên một xíu. Em ơi, lòng anh thì rất chân tình. Buồn. Em hát với cười. Chào mời em. Bạn nữ. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh và chào tất cả mọi người. Chào bạn. Em tên là Dương Thị Yến, hiện là em đang làm việc và sinh sống tại Bình Dương. Hiện tại năm nay em 25 tuổi. Yến đang làm công việc gì? Hiện tại giờ thì em đang làm bên nhân sự công ty gỗ. Rồi, bạn chào Văn Nam. Dạ. Em tên Nguyễn Duy Lành, em năm nay 27 tuổi. Em đang làm nhân viên thống kê tại Bình Dương. Bạn đã trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em trải qua hai mối tình rồi. Mấy? Hai mối tình rồi. Hai mối tình, một mối tình chính thức, mối tình không chính thức. Chính thức là lấy nhau rồi đó hả? Dạ không, chính thức tức là đã yêu nhau rồi á. Yêu nhau mấy năm? Yêu nhau được một năm mấy á, năm rưỡi. Sao không lấy? Do ở quê, xa quá. Quê ở đâu? Lấy chứ lại dưới quê, bỏ tại dưới quê. Quê ở đâu em? Em ở Đắk Lắk. Thôi bây giờ tình hình á, hai người cùng ở Bình Dương đúng không? Là sẽ không có cái vụ mà xa mặt cách lòng nha. Dạ. Giới thiệu về tình sử của mình đi. Em đã trải qua hai mối tình. Một mối tình hồi cấp 3 và mối tình hồi đại học. Điểm mạnh, điểm yếu của em? Dạ, ưu điểm của em là rất hay cười, vui vẻ, hòa đồng, rất là biết quan tâm người khác. Điểm yếu của em á, có lẽ là em hơi nói hơi nhanh, nói nhiều nữa. Đâu có nhanh, em nói quá nhanh. Dạ đúng rồi anh. Nói nhanh không kịp luôn rồi đó. Chậm chậm, tình yêu phải nói chậm chậm chút xíu nha. Dạ. Vậy em muốn kiếm người phù hợp với mình như thế nào? Tại vì em thích quen gần chứ không thích quen xa, nên là em muốn quen một bạn nào đó gần gần và có thể là quan tâm em, lo lắng cho em được. Tại vì tiếng em lâu lâu cũng rất là dễ tủi thân, em ở một mình là em dễ khóc, em dễ tủi thân em lắm. Em ở đâu? Em ở Đắk Lắk. Vậy rồi hợp lý rồi. Hợp lý luôn. Anh em Đắk Lắk quê rồi. Đắk Lắk mà xuống Bình Dương làm việc luôn. Dạ. Nghe nói bên đây cười rất tươi nha. Cảm giác cái người bên kia làm sao? Dạ, có cá tính. Bây giờ em tưởng tượng cô ấy như thế nào? Bình thường. Mới nói là cá tính, giờ nó bình thường. Em muốn tìm một người yêu thế nào? Em muốn tìm một người dễ thương, hiền lành, có cá tính một xíu. Chiều cao khiêm tốn 1m56 thôi. Ủa cao quá không được hả? Bởi vì cao quá em mới lên tới. Em biết. Em cao nhiêu? Em cao 1m7. 1m7 sao kiếm có 1m56 vậy? Bởi vì nếu mà 1m58-60 cao quá em tán không có đổ. À vậy à. Em có sở trường gì không? Em biết đá banh, em biết đánh bi-a. Em biết làm việc chăm chỉ trong công việc. Rồi, những cái gì mà nó thuộc về đặc xấu của em? Xấu của em là thứ nhất là em biết hút thuốc, em biết uống rượu, uống bia. Xấu của em nữa là em nói chuyện em có suy nghĩ. Em nói chuyện hơi không có duyên một xíu. Mấy người không có duyên thích nói nhiều lắm. Rồi, em cảm giác sao kìa đó, những tật xấu của bạn trai. Bạn có hút thuốc uống rượu hả bạn? Dạ có. Em không thích uống thuốc. Em nghĩ là uống rượu thì chỉ muốn tầm độ vừa phải thôi. Hứa với cổ rồi sao bỏ thuốc, nếu mà có yêu nhau bỏ thuốc được không? Em hút hết nửa gói trong kia nữa rồi em bỏ luôn. Còn nửa gói nữa hả? Gán hút hết hả? Thôi tao bỏ luôn đi chứ hút chi hết nữa. Em thích một người bạn trai như thế nào? Em thích một người đó mà trầm tính một chút xíu. Tại vì tiếng em nói rất là nhiều, mà không lẽ giờ gặp thêm một người bạn trai của em nói nhiều nữa, không lẽ giờ hai đứa cãi lộn luôn. Ủa thì em nói người ta nghe mà phải cho người ta nói mình nghe chứ. Nói vừa phải thôi chị, chứ nói mà nói cãi lên nữa sao được vậy? Sao em không nói ít lại đi? Em nói em kiềm chế cũng được. Vậy đó, em kiềm chế em được sao em bắt người ta kiềm chế? Thôi đó là yêu cầu của em mà. Rồi sao nữa? Em khá là bướng, lì lợm nữa, nên là em không muốn bạn nói là nóng tính quá. Tại vì nhiều khi em nóng lên, nhiều khi em lì lên rồi là em bất chấp, tức nghĩa là em thích làm gì em làm thôi. Bạn trai của em thì biết quan tâm gia đình, tại vì em là thuộc tiếp gia đình chị, sống rất là tình cảm, nên là em muốn một người đó cũng giống em vậy á, bản tính một chút, tương lai có thể lo cho em được. Em lo được cho bạn gái không? Dạ được. Em tự thấy em là người nói ít hay nói nhiều? Em tùy lúc buồn thì nói ít, mà nếu vui vui thì nói. Vậy thôi em buồn nhiều nhiều đi nha. Thôi, em có biết hát hò gì không? Hát thì vui vui thì nghiêu ngao thôi chứ em không có biết. Rồi giờ nghiêu ngao thử coi nó như thế nào. Nghiêu ngao mà vui nha. Ừ. Không, em hát nhạc buồn không à, chứ không có hát nhạc trẻ. Nó buồn rồi. Không, nhiều khi em hát buồn mà người ta vui. Bắt đầu. Em ơi, lòng anh thì rất chân tình.
Buồn. Em hát như cười. Cười ủa gì kệ, nó cười kệ ta. Cứ hát. Rồi. Bắt đầu. Em xin hát một đoạn của bài hồi nãy. Trời. Em ơi, lòng anh thì rất chân tình, nhớ đừng giận hờn em nhé. Em ơi, đừng bao giờ nói chia lìa, sẽ làm tội nghiệp anh lắm. Đã không yêu chứ phù tình nhau. Wow. Hát xong nữa tôi khóc luôn á. Mặt mà cái mặt mày có duyên ghê, dễ thương. Tự nhận mình nói chuyện có duyên chứ nãy giờ nhìn rất là có duyên. Có em duyên. Hát là cười là có duyên rồi đó. Nói nghe nè, đeo vòng này chi vậy? Ba em lên chùa lấy về cho em á. Sao chật xinh chật nít vậy, cho tôi đi. Cái vòng này bảo thì đeo vô để cuối năm lấy vợ cho ba. À. Ủa lấy vợ hả? Cho ba, lấy vợ cho em. À quay. Ý là mày lấy vợ rồi. Mày nào? Ý là ba em nói em á. À. Đeo vòng này cuối năm này lấy vợ cho thằng lành. À. Khi nào đám cưới được? Tùy bằng nữ, nhưng mà nếu mà cuối năm này quá đẹp luôn. Chuẩn bị gì chưa mà đòi cuối năm nhanh quá vậy? Em biết ba má em chuẩn bị thôi. Chuẩn bị gì? Cũng có gì đâu, thì cũng chuẩn bị sơ sơ thôi. Cứ người ta cưới thế nào mình cưới như vậy á. Phải không? Dạ. Vậy là cưới xong ở Bình Dương hay là về Đắk Lắk? Ở Bình Dương chứ. À, nhưng mà ở Bình Dương rồi hai đứa ở đâu? Ở nhà trọ. Ở nhà trọ hoài mà sinh con sinh đồ cũng cực khổ mà. Thì trước tiên tạm thời ở trước đã, rồi mình mua đất mua nhà sao? Bao lâu thì mới mua được? Năm sau. Sao không nói chuyện tự tin vậy? Đám cưới thì là cuối năm rồi, năm sau có tiền chưa? Ba má hỗ trợ cho ít. Ba má em nói mà. Sao cái gì cũng ba má hết trơn vậy? Mốt ai đưa vợ đi đẻ? Em chứ, em là chồng mà. Phải không? Tưởng nó nói ba má em nữa. Thì má em đi theo. Đúng không? Đúng chứ, tại tôi nói gì đâu, đúng xong đúng. Em không thích cái gì nhất ở người con gái? Em dễ chịu lắm, cho nên là bạn gái ai cũng có tính xấu, tính tốt hết, nên mà em cũng thích cả hai luôn. Bây giờ cái hình mẫu lý tưởng của em như thế nào? À, hình mẫu của em hả? Vậy cái đó thì được. Không, này được. Hình mẫu của em thì giống như cô Phi Nhung á. Phi Nhung hả? Cô hát hay. Nhạc trữ tình. Không phải vợ hát hay hả? Khi mà người ta hát hay á, người ta tô lên cái vẻ đẹp người ta ở ngoài. Mặc dù người ta bên ngoài người ta chưa đẹp lắm đúng không? Người ta khi hát hay á, cái là nó vẻ đẹp nó đưa ra ngoài, cái là em thấy thích. Nhìn tôi vậy là vẻ đẹp này đưa ra ngoài hay đưa vô trong? Bên ngoài. Cảm ơn nha. Dạ. Rung quá, làm rung quá. Bây giờ ngồi rung quá rồi, rung rồi. Rồi dễ thương lắm em. Hôm nay bạn có đi với ai không? Em đi một lúc, một nhiều lắm. Bạn bè em, đồng nghiệp của em. Rồi đâu những người bạn nào của bên đây nãy giờ cười quá trời mà. Rồi chào bạn. Bạn tên gì? Dạ em tên là Long, em là em trai ruột của anh trai em. Trước tiên là Long nhìn thấy chị gái ngồi bên đây như thế nào? Dạ chị ấy rất là dễ thương và xinh xắn. Em có một vài cái đánh giá về anh trai của em như thế này. Anh trai của em là một người rất là thật thà, hiền lành. Chẳng qua có điều là cái ý của anh nói không suy nghĩ, có nghĩa là anh nghĩ gì anh nói đó. Thì đôi lúc sẽ khiến cho người ta họ không có được thoải mái nếu như mà có những cái lời lẽ khiến cho người ta khó chịu. Anh là một người sống rất có trách nhiệm và biết quan tâm lo lắng cho gia đình. Bây giờ em đánh giá là hai anh chị này mà hợp với nhau hay không? Có thể tiến tới xa hơn được không? Duyên là do trời định, còn phận là do người tạo. Thì hợp hay không là do anh chị ngày hôm nay quyết định. Có nút thì cứ bấm. Có nút thì cứ bấm. Bay sao được em? Rồi ý mình có đi với ai ủng hộ mình không? Em đi với bạn cùng phòng và bạn học cùng lớp của em từ hồi năm nhất tới giờ luôn chị. Rồi. Em tên là Thanh ạ. Dạ em ở cùng phòng với Yến được 6 năm rồi chị. Bạn thấy anh này sao? Dạ em thấy anh này thiệt thà đó. Có gì nói đó. Nhưng mà hơi nói nhiều rồi, có hợp với bạn em không? Thì trong lúc hai người nói chuyện với nhau phải có người nói ít hơn chứ. Hai người mà nói nhiều quá rồi cãi vã sao? Thế này dễ thương ha. Dạ. Rồi cảm ơn người nhà. Để anh xem coi đàn gái thế nào xong thông báo cho nha. Ha. Dạ em chào anh. Trời em dễ thương quá. Anh mình nhút nhát lắm. Thằng ông cũng hơi nhút nhát, em có lo gì không? Dạ không, em mạnh mẽ rồi. Được rồi ha. Dạ. Coi như em là trụ cột gia đình ha. Thôi trụ cột về vấn đề gọi là quyết định thôi, chứ tiền bạc thì trầm trụ cột chị. Em thích lãng mạn không? Cũng một phần, một ít thôi. Trời mưa rồi hai người nắm tay trong mưa rồi tặng hoa hồng quỳ gối rồi cầu hôn không? Không anh, em dễ bị cảm cúm lắm. Tại vì em đi mưa lại cảm cúm mà, nên là thôi. Thôi cái đó khó quá, bỏ qua. Dạ bỏ qua. Khéo màng lên. Chuẩn bị tinh thần nha.
Con kia đẹp lắm á. Bắt đầu. Gặp. Chào anh. Gì vậy? Đó. Gì? Dạ, cảm ơn. Ở đây nữa. Nhìn anh lên kia nhìn hoài vậy. Nói gì đi, tặng nói gì chứ không lẽ đưa không vậy? Không biết nói câu gì hết nữa. Ngay đầu gặp mặt tại sao cái món quà này anh chuẩn bị từ bao lâu? Anh tặng cho em đêm qua ngủ được hay không? Nói đi, hai ba. À, món quà này mới mua hồi nãy. Hèn chi nó ế lắm, phải không? Thôi ngồi giùm tôi cái đi. Đứng nói hồi lòi ra tùm lum hết trơn. Nhà anh ở đó, anh ở huyện nào anh? Cà Đông Năng. Ờ, Cà Đông Năng chứ nào anh? Ở gần cầu Phú Sơn á. Coi chừng bà con ha. Cái cách nhà em có mười mấy cây à? Mười cây. Em ở Tó. Ai Tó hả? Dạ. Hỏi tên ba má con, coi con biết không? Không, ý là cái bạn gái hồi trước của em á là cũng ở Tó luôn á. Vậy vô duyên gì trời. Dạ. Đừng có nhắc chuyện đó. Không lại ông. Ông có 2 phút nói chuyện thôi. Dạ. Tập trung vô chuyên môn đi ha. Em ở Tó, em ở chỗ nào vậy? Em ở Tân Trung B. Tân Trung B hả? Dạ. Có cần người yêu cũ anh không? Bỏ qua đi, bỏ qua đi. Được, được. Bắt đầu bình tĩnh rồi đó. Cảm nhận về nhau thế nào? Em thấy cảm giác cô sao? Bạn ấy nhìn bạn ấy lanh ghê á. Với lại lanh và dễ thương nữa. Nói một câu thật tình cảm với cô ấy đi. Thuyết phục cô ấy bấm nút đi. Em dễ thương lắm. Tiếp đúng rồi. Ừ là cái gì? Mới dạ thưa em. Anh rất là thích em, nói đi. À, thưa em, anh rất là thích em. Rồi em nói đi, cảm nhận thế nào em nói đi. Theo cảm nhận của em á là em lanh bao nhiêu thì anh rụt rè anh hiền bấy nhiêu. Ôi vậy dễ thương chứ. Đúng ý em rồi đó. Đúng ý em rồi đó. Thôi em vậy, thấy vậy quỳ xuống cầu hôn cái cho nên thôi khỏi anh ơi, hồi qua anh ạ, khó quá. Nói gì đi, anh yêu em, anh hứa anh sẽ bỏ thuốc lá, anh sẽ đi theo suốt cuộc đời với em, anh sẽ làm ô xin cho em, anh sẽ lo cho em đủ thứ hết trơn á. Rồi bắt đầu. Anh mấy em, anh thích em, còn yêu thì chưa được rồi. Nó được không? Nó được yêu không? Được, nói đi. Thôi anh thích em được rồi, anh thích em được rồi. Rồi sao nữa? Chẳng lẽ là em phải hát anh sẽ vì em làm thơ tình ứa hả? Thôi được rồi. Chúng ta có 3 tiếng đếm. 3. Hai. Một. Hết thời gian. Cô bấm rồi đó, cô bấm rồi. Không không? Nắm tay cô gái đi. Không gái đi. Không gái đi. Không, không má rồi. Dạ, được rồi anh. Thích về em dạy cho mấy khóa em nha. Mấy khóa về tình yêu nha. Em tên là Phạm Hải Dương. Em sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp là nhân viên IT. Xưa giờ ở Hồ Chí Minh luôn. Dạ. Quận mấy em? Dạ em ở quận Tân Phú. Bao nhiêu tuổi em? Dạ em 27 tuổi. Rồi mời bạn nữ giới thiệu. Em tên là Phạm Thị Thùy Trang, năm nay em 26 tuổi. Quê em ở Long An, em đang sinh sống với gia đình ở thành phố Hồ Chí Minh. Em làm ở quận 1. Em làm công việc gì? Dạ trong bộ phận cung ứng hàng hóa của công ty. À cung ứng hàng hóa của công ty. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì nè? Dạ em người khá vui vẻ, dễ hòa nhập. Còn điểm yếu thì chắc là em hay giấu nỗi buồn, không chịu chia sẻ trực tiếp với chị. Chỉ khi nào mà chuyện nó qua rồi thì em mới chịu quay lại nói với người đó. Dạ đúng không? Vậy là thiệt thòi rồi, chi cho mệt vậy, buông xả ra cho nó khỏe. Nhưng mà nhiều khi nó không, thời điểm đó nó không đúng lúc với chị, không nên xả lúc đó nên em hay giấu lại. Là lúc em buồn em làm gì? Dạ buồn thì chắc khóc mình. Trời ơi thấy thương không? Bây giờ ráng có bạn trai để có gì khóc với bạn trai ha. Dạ. Rồi, bạn trai mình thì điểm mạnh điểm yếu như thế nào? Dạ điểm mạnh của em là không có rượu bia, không có cờ bạc, không ghé gú và không hút thuốc.
Có thích gái không? Dạ có. Điểm yếu là gì? Dạ điểm yếu của em là lâu lâu cũng hơi bảo thủ tí. Và ban đầu thì có thể là mấy bạn nữ nhìn có thể là thấy em có vẻ lạnh lùng. Nhưng mà sau khi quen rồi thì có thể là nói chuyện vui vẻ và hòa đồng, có thể bữa. Trong trường thì sao hai bạn? Em gái, mình trải qua mấy mối tình rồi? Dạ hiện tại thì em vẫn chưa có mối tình chính thức nữa hết. Nhưng mà có tìm hiểu sơ sơ về một vài bạn nam nhưng mà thấy không hợp nên là không muốn tiếp xa hơn. Mình có nghĩ lý do tại sao mình chưa tìm được người bạn trai không? Em không biết sao em ớt, chị thiệt là không biết sao luôn, không biết tại sao. Nhưng mà theo như bạn bè nói thì em kén chọn quá, em thấy em đâu kén chọn gì đâu. Thì tại mình cũng chủ động nói chuyện với người ta mà thấy người ta cũng không đáp trả gì là hết, cũng không, chỉ là nhắn tin qua Facebook hay là Zalo đó thôi à chị. Chứ còn mà cũng không chủ động xung số điện thoại của mình, cũng không có đủ đi ăn chơi này nọ thì em thấy đâu phải lo lỡ em đâu. Người ta cũng làm quen. Dạ cũng có nói chuyện sơ sơ một mà không ai xin thôi. Số điện thoại, không ai rủ đi chơi gì hết. Dạ. Chết cha sao kỳ vậy ta. Em có bật đèn xanh cho tao không hay là em tắt hết đèn? Em chủ động nói chuyện rồi đó anh. Em toàn chủ động người bắt chuyện đầu tiên không mà. Nếu vậy thì phải coi em nói chuyện như thế nào. Đúng không? Em chủ động em nói chuyện mà em phải nói chuyện như thế nào. Người ta cũng hùa theo, nói chuyện cũng vui mà hát người ta nói chuyện xong cười. Nói chuyện mà có hơi chảnh chảnh không? Phải nói chuyện với con trai không? Em nói chuyện bữa. Đó, em nói chuyện bữa quá, nhiều khi mình chưa quen biết, chưa gặp mặt mà em bữa quá người ta sợ người ta chạy. Không, quen rồi mới bữa được chứ chị, không quen sao em bữa. Quen người ta đâu có chưa xin số mà quen cái gì. Không, ý là không biết sơ sơ về người ta như thế nào là... Cái em bữa là bữa làm sao? Em còn sống chưa chết. Em còn sống chưa chết. Bạn còn, kia nhắn lại vậy thôi em sống mình đi em. Trời ơi, vậy bây giờ mình phải thay đổi. Dạ. Thay đổi chiến thuật. Ví dụ như mình nói với chuyện với anh này mà anh đó ảnh im lặng, anh không rủ mình đi chơi, là qua anh khác mình phải đổi chiến thuật liền. Mình phải dẹo, từ bữa mình chuyển qua dẹo. Em không quen dẹo chưa em. Phải diễn. Một khi nào vô chồng gặp mặt nhau rồi, lúc đó mình cứ đúng thật con người của mình. Đúng không? Dạ đúng. Cố gắng nha, cố gắng. Để tôi hướng dẫn cho. Rồi. Dạ em muốn tìm một bạn gái là mẫu người của gia đình, cao trên 1m55. Nếu mà da trắng thì càng tốt, còn không thì không sao cả. Mẫu người gia đình nó chung chung dạ, quá. Thì là người phụ nữ nào cũng lo cho gia đình hết trơn á. À, dạ là đừng có ăn chơi quá hay là... Gái ăn chơi hả? Ăn chơi quá là như thế nào anh? Ở mức nào thì được? Mức nào? Ví dụ như là tối nào cũng đi chơi. Đi chơi 2 giờ về có gọi là quá không anh? Ngày nào cũng đi ba ví dụ vậy. Nếu mà tổng thể đi ba thì sao? Không, đi ba thì không sao, lâu lâu mình đi anh... cũng bình thường, không vấn đề cái gì cả. Anh nhưng có mà... thích đi ba không? À, anh thì ít đi nhưng mà anh cũng không thích nơi nắng nhiệt lắm. Anh những thích những nơi mà nhẹt nhẹ, nhẹ nhẹ nhàng thôi. Ví dụ một chỗ mà anh hay đi. À, những quán cà phê mở nhạc nhẹ. Ok. Và nói chuyện với bạn bè. Và sở thích của anh là cũng thích đi du lịch. Thích đi bằng xe máy hay bằng xe hơi? Anh đi cái nào cũng được, phương tiện nào cũng được. Anh thích cái nào hơn? Em biết là cái nào cũng được mà anh thích cái đi nào thì hơn. Thông thường thì anh thích đi máy bay hơn. Mất tiền quá hay sao anh? Đi không để đi Vũng Tàu, thì đi máy bay. Anh thường anh đi, anh có kế hoạch hết rồi. Anh có kế hoạch anh lên lịch trình cho năm sau. Thì anh sẽ đi những điểm nào và anh săn vé giá rẻ để anh đi. Ok. Còn mẫu người bạn trai của em thế nào? À, thì chắc cao trên khoảng 1m65. Bề ngoài vừa nhìn không mập, không tròn, không ốm, không cần sáu múi luôn. Về tính cách thì em chưa xác định, nhưng mà ba tính cách em có thể là em ghét nhất ở người bạn trai đó là độc tài, gia trưởng và bảo thủ. Anh có ba tính đó không anh? Anh có một ít bảo thủ. Một ít là sao? Ví dụ cho em biết đi. Bảo thủ của nó không phải là xấu mà là mình có bảo vệ cái quan điểm của mình thôi. Nhưng mà anh không có phải là 100%. Anh cũng luôn luôn lắng nghe ý kiến của mọi người, chứ anh không phải là lúc nào cũng gọi là gia trưởng là bảo thủ phải như thế này, phải như thế kia. Ý anh nói anh chỉ lâu lâu có một cái bảo thủ không ai có thể cản được hết. Anh đã quyết rồi. Tức là cái việc mà đưa tiền cho vợ là không ai cản được hết. Đúng không? Ví dụ vậy. Không ai có thể thay đổi ý kiến của tôi được hết á. Còn bạn trai, còn điều gì mà cái chuẩn ngoại hình không? Em mập hơi gì? Mập tí cho nên... Em mập chắc anh ốm à? Bạn trai mập tí được không em? Dạ được, tại em cũng tròn em. Ủa nếu bạn gái mập tí được không em? Dạ không sao chị, đừng có mập quá là được rồi. Sao là quá? Trời dạ thì ơi. Em nếu mà mập quá thì thành số 10. Bao nhiêu ký thì vừa anh? À, cái này anh cũng không đo chuẩn mực được, phải nhìn mắt. Thì nhìn sao có những người bạn gái trước của anh á? Chưa, chị là mập hay ốm hay là vừa? Dạ chị là vừa. Chị là vừa. Có vừa đâu, hơi đó, hơi bự á.
thôi cái chuyện mập ốm không có quan trọng. Dạ. Mập ốm thì mình còn có thể tập thể dục, tập dạ, thể thao. Dạ. Ốm thì mình ăn nhiều vô. Dạ. Đúng không? Mập thì mình diet, quan trọng là con người. Dạ, dạ. Bây giờ nếu như em tìm được một cái người phù hợp thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân được? Dạ, em dự tính là năm 2019. 19. Dạ. Thì năm sau em sẽ sửa nhà để chuẩn bị. Nói chung là em là một con người luôn luôn lên tất cả một kế hoạch trước cho mình để dạ, mình chuẩn bị cho nó chu đáo. Tốt chứ có gì đâu, đàn ông vậy là tốt. Tốt đó. Cả đi du lịch cũng vậy, phải chuẩn bị có tiền mới đi được chứ. Dạ, dạ. Thôi sao đi. Rồi, mình đang ở với ai? Có phải làm dâu không em? Dạ, em đang ở với mẹ em và em gái. Bố em thì mất lâu rồi. Nếu mà về thì chắc phải làm dâu, tại vì em gái nếu mà lấy chồng thì sẽ đi theo chồng. Thì bây thôi, giờ mẹ em với mẹ thôi. Dạ, thì nếu mà để mẹ em ở một mình thì cũng thường ta sợ rồi, không sợ dạ, mẹ chồng như ta sợ em gái đó. Em gái mình bao nhiêu tuổi rồi, gần đi lấy chồng chưa? Dạ em gái em nhỏ hơn em 4 tuổi. Có người yêu chưa? Dạ có rồi. Tưởng đâu chưa, mời tới bạn muốn hẹn hò đặng tôi cho lên xe bông liền luôn. Dạ. Hả? Dạ. Mỗi hỏi nhiều quá hả? Là mai dạ, làm dâu được không cưng? Dạ được chị. Em biết dọn dẹp. Em dọn dẹp giỏi nhưng mà em không biết nấu ăn. Thì em từ phụ cái mình cắt rau. Không cái đó vậy được em ơi, cái đó mình học được. Không sao á. Dạ mẹ em đã chỉ bao nhiêu năm em vẫn không nấu được. Nấu ăn dễ mà có gì đâu. Cái đó mình học được. Dạ bắt đầu là mình nêm sao cho vừa miệng cả nhà. Anh em không biết nêm. Em vừa miệng em là vừa miệng cả nhà thôi. Trời ơi. Dạ cho anh. Dễ thương nha. Dạ. Biết nhó nè. Dễ thương thiệt. Dạ, nghe thiệt chú mấy nha. Dạ cảm ơn anh. Rất là dễ thương. Nhưng mà giọng em á rất là lạ nha. Dạ lạ sao anh? Tức là giọng dày đó, giọng thổ nữa. Giọng trầm. Có ghen không? Ai không ghen anh. Phải có ghen ít nhiều thôi chứ. Đúng là ghen là bên kia mệt lắm á. Nhưng mà bạn kia bạn nó không có gái gú mà, thì chắc không hả? Ghen đâu. Ủa không phải có gái gú mà ví dụ đi đường gặp bạn bè vô vòng trong cơ quan trở về gặp vô tình thắng ghé ôm ít gặp em dính rồi xong. Không em bình tĩnh lắm, phải hỏi có chuyện gì đang xảy ra chứ rồi. Hỏi liền tại đó luôn hả? Quýnh bậy người ta quýnh mình là sao anh? Ai quýnh lại em? Là bất người ta quýnh bất chợt không phải sao, không kiểu là bị ăn quýnh hết chị. Trời người này mà không có người yêu ta thì có dễ thương mà. Ai cũng nói vậy, 26 năm rồi em vẫn vậy. Không biết sao. Bên đàn trai cũng thấy ưng cái bụng với đàn gái rồi đó. Đàn gái cũng dễ thương lắm à. Được lắm trai. Dạ trời. Dạ, em cũng có món quà anh gửi anh. Dạ, anh cho em hỏi là trong gia đình mình có đang sống với mẹ với lại em gái thì thường khi gặp chuyện khó khăn anh thường chia sẻ với ai và anh thường nghe lời khuyên của ai nhất? À, anh thường chia sẻ với em gái nhiều hơn là mẹ. Nhưng mà lời khuyên thì thường thường là mẹ sẽ khuyên. Mà anh cứ nghe lời dạ, mẹ nhiều hơn. Không, cũng anh có cũng bao giờ tham khảo ý kiến bạn bè hay đồng nghiệp của mình không? À, có. Giữa hai sự lựa chọn của nghe lời khuyên của mẹ và của bạn bè trong đồng nghiệp trong công ty thì anh sẽ lựa chọn lời khuyên của ai? Thì tốt nhất là lời khuyên của gia đình. Dạ. Anh sẽ chọn lựa chọn. À, em nhìn thấy anh có giống như trong tưởng tượng của em. Dạ không. Anh nói anh tròn mà em thấy anh đâu tròn đâu. Không, anh nói tròn theo nghĩa khác. Nghĩa khác là nghĩa gì anh? Nghĩa ngược lại á. Cô này cũng hay hỏi lắm nha. Hỏi xuống luôn lý sự lắm nè. Với hình mẫu hiện tại thì anh có giống với bạn gái hoặc tưởng của anh không? À, cũng anh à, khoảng 70%. Bây giờ hai bạn nhìn nhau à, chúng ta nói cái cảm xúc của chúng ta ngay thời điểm này. Chúng ta cảm nhận về đối phương như thế nào trong cái lần đầu tiên gặp gỡ. Mỗi người một câu thôi. Chân thật nhất, không cần hoa mỹ để chúng ta quyết định. Bấm nút. Anh thấy là nếu mà đã đến với chương trình này thì coi như là một cái duyên. Thì còn cái phận thì do con người sắp xếp. Thì anh nghĩ thì chúng ta nên cho nhau một cái cơ hội để mà tìm hiểu sâu chương trình. Dạ. Em cũng sẽ giống anh. Đến đây có duyên ha. Hy vọng có phận luôn. Hai đứa rồi, ở nắm tay hát bài duyên bấm. Phận luôn. Chuẩn bị. Cô gái bên kia là cô gái cũng rất dễ thương đấy. Một cô gái mà cũng khó tìm đấy. Chàng trai bên đây cũng vậy, cũng là người chững chạc. Hy vọng rằng hai đứa sẽ suy nghĩ thật kỹ lại và cho nhau cơ hội. Chúng ta có 30 giây nhắm mắt lại, kiểm tra lại tất cả những chuỗi hành động, những câu chuyện nãy giờ, để xem nửa đó có phải thuộc là nửa yêu thương của mình hay không. Trái tim mình rung động chưa? Rung động thì bấm, không rung động không cần bấm. Bởi vì hàng triệu người đang theo dõi truyền hình có thể chọn các bạn. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm nha.
1 2 3 Hết thời gian. Tặng quà của nhau. Nắm tay nhau đi hai bạn. Đây là chiếc vé. Ơi nhà trai. Ai. Chào anh trai. Trời lãng tử quá ha. Mời nhà gái. Rồi bây giờ nhà trai giới thiệu về mình cái đi nào. Dạ, thưa chú Quyền Linh, là con là Nguyễn Quốc Khánh. Quốc Khánh. Con sinh năm 1990, làm việc ở Học viện Nghệ thuật Queen Art, dạy học âm nhạc. Thầy giáo dạy nhạc luôn. Dạ. Quê mình ở đâu Khánh? Dạ, con ở Sài Gòn. Dạ, nhà gái cũng xin phép được giới thiệu lý lịch với nhà trai. Mẹ em xin chào tất cả khán giả ở trong trục quay và chào tất cả khán giả trong chương trình ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Mai, em sinh năm 1991 nhưng mà đây là tuổi khai sinh thôi, tuổi thật của em là 1992. Hiện nay thì em đang là giáo viên marketing và em có kinh doanh mỹ phẩm. Dạ chào thầy cô giáo luôn. Hai bạn này cảm giác như là tuổi trẻ mà tài rất là cao. Mình là giáo viên dạy âm nhạc nên ta chào mừng bằng một giai điệu âm nhạc nào. Mời thầy giáo dạy âm nhạc. Dạ hôm nay đến với chương trình là cũng là sắp tới mùa xuân rồi. Thì Khánh xin chúc cho chú Quyền Linh, chị Ngọc Lan và toàn thể quý vị khán giả đến xem chương trình. Đầu tiên là sức khỏe, là công việc thật tốt, tình cảm bạn bè gia đình ổn định, rồi câu hay nhất là tình cảm bạn bè gia đình ổn định đó. Em xin gửi đến chương trình một bài hát của một người chú của em sáng tác, đó là nhạc sĩ Trần Văn Cường, ca khúc được mang tên là Khúc Xuân Về. Em đến thăm nhà tôi, đợi nghe tin xuân rộn rã đến bên thềm. Bâng khuâng hương khói vào trong áo, thấp thoáng môi cười những cảnh xinh. Xuân đã đến rồi khắp nơi nơi, trắng tinh hoa mận thắm hoa đào. Vàng rơi sao sáng vương mãi nở, sao xuyến dâng tràn cả ước mơ. Tháng riêng hoa cài trên đê cũ, em gói em về giữa chốn quê. Cắt khoai lòng ai như mong nở, lối về họ hẹn cùng mênh mang. Em đi trong nắng vàng xanh ấy, lất phất mưa phùn dại nhớ nhung. Dạo dưới vòng trần thơ mộng quá, yêu cả đất trời vạn mùa xuân. Yêu cả đất trời vạn mùa xuân. Yeah. Em xin cảm ơn ạ. Cảm ơn Khánh rất là nhiều. Được rồi. Trời, thấy bài hát rất là vui tươi, làm cho nhà gái đang rất là rạo rực. Quá vui. Anh hát rất là hay rồi, nhưng mà em thì không biết hát. Thì bây giờ em chúc thôi được không? Được. Dạ vâng. Thì nhân dịp Tết đến xuân về, em chúc anh chị Quyền Linh, chị Ngọc Lan và tất cả khán giả xem chương trình cũng như khán giả tại trường quay và cả anh nữa, một năm mới không thể bình an hơn, không thể hạnh phúc hơn ạ. Cảm ơn nhà gái. Bây giờ mình nói luôn những cái điểm mạnh điểm yếu của mình luôn đi nhà gái. Đúng rồi, điểm mạnh điểm yếu của mình là gì em? Thì điểm mạnh của em thì theo em nghĩ là mình là một người khá là độc lập, tự tin và mạnh mẽ. Về cái nhược điểm ấy thì em nghĩ là do cái tính em nó cũng hơi lề mề nên em hay đi trễ một chút. Không, nhà trai. Dạ. Điểm mạnh điểm yếu của mình là gì Cú Khánh? Dạ, điểm mạnh của con là con biết đàn hát, ăn dễ, ngủ dễ, kiên trì. Ví dụ như mình có làm sai mình sẽ làm lại hoài, thật thà, hiền lành. Có nông tính không? Ví dụ trong công việc thì đôi lúc có mấy cái hơi hơi. Xin hỏi nhà gái đường tình duyên sao nè? Em mới quen chính thức thì hai người thôi ạ. Tại vì em quen cũng thời gian nó khá là ngắn, nó chưa kịp để sâu đậm ấy. Cái hồi trẻ mình yêu thì nó có hai trường hợp ạ. Một là mình yêu sai cách, hai là yêu sai người. Thì em là cả hai rồi đấy. Nên là em mong là hôm nay em đến với chương trình thì là đúng ạ. Trời, cái câu này hay quá.
Vậy thì em nói luôn đi là cái mong muốn em có một cái người bạn trai á, nó như thế nào? Dạ vâng, nói chung cái mẫu người bạn trai lý tưởng của em về ngoại hình ấy, thì em thích một bạn kiểu nam tính, cao trên 1m72. Không cao to đến thôi là được. Về tính cách thì em thích người có trí, tức là bạn ấy thông minh và giỏi hơn em đi, hài hước và thú vị, tại vì em thấy em đã nhạt lắm rồi. À, giờ để chị qua chị đúng coi rồi, coi là có cao to hay không nha. Trời, cao, to. Trời. Em ơi, chị thấy không mấy em nhào qua luôn đi chứ chị thấy ngon lắm. Ngon lắm, 27 Tết kiểu này là ngon lắm em ơi. Ủa, nhà trai tôi ăn được hay sao ngon? Trời, nghe thơm quá trời. Thơm. Thôi bây giờ nè, mình nói cho nhà gái nghe là cái đường tình duyên của mình như thế nào, để coi coi là đường tình duyên nó có trắc trở nhiều dữ không? Dạ, đường tình duyên của em là cũng giống như bạn á, là chính thức thì có 2 thôi. Thì mối tình đầu thì là 6 tháng, mối tình sau thì nó dài hơn là 6 năm. Nhưng mà cả hai không có học cùng ngành đó chị, cho nên không có chia sẻ được công việc. Xa nhau á, một bạn thì ở xa, em ở Sài Gòn, ở Đà Nẵng. Lỗi của em là chưa có cố gắng đó. Cố gắng phát triển sự nghiệp rồi chưa có dành thời gian nhiều cho bạn, đủ để lo cho bạn với lại cho gia đình bạn nói tin tưởng. Để tôi qua tôi coi bên nhà gái sao rồi tôi quay lại tôi nói. Trời tôi ơi Facebook. Trời thấy sao? Dễ hương. Em cảm ơn. Ha, nói chung là dáng người mẫu. Cao mét mấy? Là em cao 1m59 thôi ạ. 59 mang guốc lên 69 không sao. Rồi bây giờ mình không thích điều gì ở đàn ông? À, về nói về không thích ấy, thì em có 3 điểm em không thích. 3 điểm đàn ha, điểm gì đâu nào? Thứ nhất là lăng nhăng, thì em nghĩ cái này ai cũng không thích rồi đúng không đúng chị? Rồi, lăng nhăng không ai thích hết trơn. Đúng rồi, cái thứ hai là em không thích người không có chí tiến thủ. Tức là em không quan trọng giàu nghèo gì hết, nhưng mà quan trọng là người đàn ông mình phải có chí và theo đuổi sự nghiệp. Có chí thì nên. Rồi, điều thứ ba. Cái thứ ba đấy là vô tâm. Cái này mệt á. Bên mình đây kia thì đã rút kinh nghiệm rồi. Đúng rồi. Hồi nãy người ta nói là cái mối tình đó người ta không có chăm sóc, không quan tâm, người ta lo sự nghiệp quá. À không, ý là em không cần là phải quan tâm chăm sóc, nhắn tin cả ngày. Nói chung em cảm thấy là em tự chăm sóc bản thân tốt rồi. Nhưng mà ý là mình nên có thể chia sẻ và đồng hành với nhau. Nói chung là được, mình như kiểu là những người bạn với nhau. Được. Đó. Và cái mẫu hình lý tưởng nãy là bên kia là đáp 80% rồi đó. Còn mình nghe bên kia nói mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Em bên đây chưa nói gì vậy. Bên đây chưa nói đúng không? Bên đây chưa nói luôn. Vậy mà nãy tôi tưởng nghe nói rồi. Dạ. Nói đi. Dạ. Coi tôi coi coi. Mình thích người gái cao hay là thấp người, hay ốm hay là mập, tóc dài hay tóc ngắn? Dạ em thích tóc dài rồi. Tóc dài đẹp hơn. Có tóc dài. Tôi tóc ngắn tôi cũng đẹp lắm. Dạ, là tại em thích thôi. Ừ, thì nói dạ, là em thích gái tóc dài. Rồi cao thì cỡ em thôi. Cũng không phải là cao hơn em là được rồi. Đó, cao 1m69 đó. Hợp, dạ, hợp lý rồi. Hợp lại. 1m69 có guốc nha. Em cũng có vậy. Ừ. Sao đâu. Rồi gì nữa, bên kia là tóc dài thước tha. Rồi dáng người thì không ốm, không gậy. Bên ngon. Được rồi. Đúng ý luôn. Dạ. Vừa phải. Vừa phải, em thích cái gì vừa phải thôi. Gì nữa? Tại em cũng vừa phải, em cũng đâu có đòi hỏi gì cao đâu. Cái điều gì không thích ở người phụ nữ? À, chắc là nói nhiều. Tức là có bên nhiều sự việc marketing đó. Chắc nói bên đây nhiều marketing chút. Đó nhiều tức là đó. Có nhiều sự việc mà nó mình ít nói lại thì nó qua nhanh hơn. Còn mình nói nhiều nó sẽ làm cái chuyện nhỏ nó thành chuyện to á, thì nó sẽ dễ căng thẳng hơn. Thì em chỉ mong là sẽ nói đúng cái phần mình nói thôi, chứ không có nói làm cho nó quá lên. Ý là nói nhiều là ta làm marketing ta phải nói quá chút chứ. Không, nhưng mà nó marketing công việc được, hoài, công việc nó được. Nào được thôi. Nhưng mà không sao, đó là công việc. Còn nhiều khi trong chuyện tình cảm thì nó lại khác nữa. Thôi nói chung là hai bạn này là cơ bản là cũng rất là được, hợp với nhau. Và hai bạn nó cùng lứa với nhau á, nên hai bạn rất là dễ nói chuyện với nhau. Thấy... em gái đi với ai cưng? Dạ em đi với em gái với bạn. Nhìn là biết rồi. Chào em. Chào hai anh chị MC. Chào mọi người. Em là Quỳnh, em là em gái của chị Mai. Dạ em thấy anh ok, anh đẹp trai này, hư tính này, có hơi lãng tử. Em muốn là anh chị cho nhau cơ hội để mình có thể có một cuộc hẹn này, hoặc là đi ăn uống gì đấy.
Nhưng mà em ở với chị em từ nhỏ tới lớn, em hiểu cái tính của chị em, thì nãy giờ em thấy anh này chia sẻ thì em có cảm thấy là anh này có thể là hòa hợp được với chị hay không? Có thể hai anh chị có thể đồng hành được với nhau không? Em thấy cái khả năng nó cao không? Dạ vâng, thì em thấy cái yêu cầu của hai người cũng khá là tương đồng với nhau. Bên này có thể đáp ứng bên kia, và em nghĩ là có thể đến được với nhau. Rồi đó. Em gái là một hiền. Câu vậy thôi là đó. Em gái rất là hiền luôn, em gái rất là ngoan luôn đó. Nhà gái thật sự là hay đó, tuyệt vời đấy. Dạ vâng. Bây giờ nhà trai mình đi với ai? Dạ hôm nay tại vì con muốn cho mọi người bất ngờ cho con đi mình nè. Làm giật mình đi không mình cho mọi người bất ngờ. Ý là bất ngờ lúc coi á chú, lúc coi đó coi mới biết. Tưởng đâu đi nguyên xóm mới bất ngờ. À để cho gia đình coi mới biết, như vậy chắc chắn hôm nay anh này là muốn dắt nàng dâu về rồi. Đúng rồi. Có bữa là nguyên một làng xóm người ta đi luôn mới bất ngờ. Nói, bữa nay không có ai cũng bất ngờ luôn, cũng được. Đi đi đông là người ta biết hết sao bất ngờ chú. Rồi. Hả? Người ta đông quá người ta biết hết, người ta bất ngờ loan tin. Chương trình đó. Chương trình bất ngờ đi cả làng cả xóm luôn đó. Rồi giờ đâu ai đi đâu. Này nó hay cãi lắm nè. Nó vậy nó cãi. Nó không muốn nói nhiều. Vậy thiệt á. Nữa về nó cãi với vợ hoài luôn vậy đó. Tại vì bên đây tao hiền lắm nha. Dạ. Tôi mà nó còn cãi nữa, nữa vợ nó làm sao? Dạ thôi. Cãi nữa đó. Dạ thôi. Rồi bây giờ có chịu mở rào cho người ta gặp nhau hay không? Chứ tôi thấy hai đứa nó luôn gặp nhau lắm giờ rồi. Giờ nó cãi tôi không mở luôn. Thôi. Thôi thôi thôi. Để tôi chờ làng xóm. Kêu 500 em tới. Đây. Thôi mở rào. Nào. Bắt đầu đi Quốc Khánh. Dạ. Dạ, chào anh. Hôm nay mình tới chương trình này mình có cái bó hoa anh tặng bạn. À dạ, em cảm ơn ạ. Dạ. Em cũng có quà tặng anh. Đi chị cầm chặt đó em. Đây, em có quà tặng anh. Cảm ơn. Mình, em hy vọng là sau mỗi cái giờ anh đi làm về vất vả ấy. Anh mở ra xem. Mình mở ra anh nhé. Đốt cái này lên thì anh có thể cảm thấy thoải mái tinh thần không? Với cả mỗi khi mà anh đốt lên thì anh ngửi cái mùi hương này anh nhớ đến em. Dạ. Trời ơi hay quá vậy. Cái nào cũng em có quà để tặng chị nữa. Cảm ơn em. Dạ em có một phần quà tặng anh. Trời ơi vậy tôi đốt lên nữa hả? Cái này không phải đốt. Này không đốt hả? Em ơi, nó có giống như trong phim Gold Bean không em? Đốt lên cái xuất hiện, đốt lên cái là xuất hiện. Có trời, thể đấy chứ. Cảm ơn nha. Thank you so much. Rất là tinh tế nha. Tinh tế thì người ta làm marketing nó phải vậy chứ. Tôi thấy ông kia làm nghệ thuật nha, làm nghệ sĩ là đứng trước bao nhiêu con người mà giờ đứng trước bạn nữ cái tay run gì. Dạ đúng rồi. Làm nghệ sĩ cũng phải học chị. Marketing nha. Chàng trai Quốc Khánh của tôi. Dạ. Nghệ sĩ cũng phải học marketing. Đó, học marketing để tự marketing cho mình luôn, tự marketing cho mình luôn. Mà có vợ marketing nữa tuyệt vời luôn. Vợ lăng xê chồng, chồng nổi tiếng, vợ hốt tiền. Chồng nổi tiếng thì cứ làm event hoài là vợ ở nhà đếm tiền thôi. Rồi hai bạn tự marketing nhau đi. Hello anh. Hey, chào. Em có biết gì marketing đâu. Em chỉ hỏi gì thôi là em thấy anh sao? Thì nói chung cái lúc mà em chưa mở rào ra thì em thấy anh có giọng nói rất là ấm áp, kiểu em thích giọng con trai miền Nam mà. Thì là về giọng nói là đã thích rồi. Về cái lúc ấn tượng gặp thì em thấy anh cũng nói chung là cũng đúng với cả mẫu người của em. Cũng kiểu nam tính. Trông anh cũng có vẻ thật thà uy tín. Cảm ơn. Đưa Facebook luôn, đưa Facebook luôn. Lát đưa luôn. Đó. Anh, sở thích của anh là gì? Thì anh là bên nghệ thuật á. Thì liên quan tới nghệ thuật, biểu diễn, đàn hát. Rồi quay phim, chụp hình gì đó. Anh thích hát. Ờ, đúng rồi. Vừa hay em cũng thích âm nhạc ấy. Mọi người hay gọi em là Mai âm nhạc. Ờ. Vậy hai người hát chung bài đi thì được không? Không, anh hát cho em nghe được rồi. Em hát sợ lắm. Ờ, mình về mình hát cái âm nhạc. Thì ví dụ như bạn hát không được thì mình sẽ về mình hướng dẫn cho mình cùng có dạy thanh nhạc. À, thế ạ. Thì dạy đàn hát luôn, nói chung mình biết gì mình chỉ hết. Thế bây giờ anh hát tặng cho em một đoạn mà anh thích đi. Mừng luôn. Hát bài tình yêu á em ơi. Đúng rồi. Hát bài mùa xuân nữa, nãy mình chào đầu mùa xuân. Yêu cho đến khi con tim thôi ngừng đập. Rồi chú Quyền Linh
yêu cầu bài đó không? Hả? Bài đó hả? Tôi nói thôi chứ quan trọng là gái yêu cầu kìa. Em thích nghe bài gì đó? Nghe nhạc xưa hay nhạc mới hay sao? Em thích nhạc mới. Mới hả? Anh có... Tức là anh cũng có nghe mới nhưng mà không có phải là quá mới. Mới vừa vừa. Không, hát bài mới nhất đi. Sơn Tùng MTP có được không ạ? Sơn Tùng. Ví dụ bài Có Chắc Yêu Là Đây ạ? Không nhớ lắm. Thôi giờ hát cái bài nào. Hát bài nào anh thích đi. Okay, hát bài Đem Tiền Về Cho Vợ đi. Đem thôi bây giờ tại gần đây mình không có tập bài này, mình hát bài này nhé. Một đoạn thôi nhé. Dạ vâng. Dù là cơn mưa bão giông, dù đời chờ là nỗi xót xa, dù tình chỉ là mong manh, bờ môi còn khao khát chờ, này người tình cầm tay anh nhé. Dù đời này bao nhiêu bão giông, để được nằm kề bên em, mưa sẽ thôi rơi con đường xưa cũ êm đềm. Giọng này hay nè. Nhưng mà lên cao, đừng lên cao hát quá. Rung, đang rung. Mình ráng nhẹ nha. Dạ chắc tại đi vào lòng người luôn. Dạ. Tại bị bất ngờ quá, rung. Giọng này hay á. Em nói nghe là bây giờ chị Ram thì rất là muốn nghe một cái tiếng đàn réo rắt với một cái bài nhạc nó nhẹ nhàng. Em hiểu ý chị rồi. Ừ. Chị nó già nua rồi đó. Okay. Bài này nó già nua lắm chị, cái bài này nó cũ lắm mà chị. Nhưng mà nó cái này là tặng chị á nha. Dạ em tặng chị. Ủa nó tặng bà mối luôn á. Chờ chờ chứ sao quay tới chị luôn. Đó. Rồ bắt tịch. Rồi đứt ruột. Đứt ruột vô ruột luôn. Anh trai mà đàn này đi đâu ta nói thiệt á. Chị nói cho em nghe. Cưa đâu đổ đó. Chị biết là em có sao xuyến chưa? Chứ chị là cái người rất thích hình ảnh người con trai ôm cái đàn guitar cứ réo rắt vậy hoài là chị mê lắm. Thiệt, không biết là em có bụng dạ em nó có rung rinh chưa chứ. Nếu mà chị mà ngồi đây là chị rung rồi đó. Rung sớm quá. Mệt lắm. Hình ảnh mà con trai ôm làm guitar thì em nghĩ là chắc là anh cũng sẽ thích rồi. Ừ, thích lắm. Em muốn hỏi thêm về sở thích khác của anh có được không? Ngoài đàn ca sáo nhị thì anh còn thích cái gì nữa? Mình thích đi du lịch. Em cũng thích đi du lịch. Đi tức là khi mình hát á, mình sẽ quay lại á. Thì quay ở nhà thì nó không, hoài nó cũng chán thì mình sẽ đi du lịch. Mình kết hợp á, mình vừa đàn vừa hát mình quay lại. Anh cũng làm quay vlog, phim chụp hình các kiểu. YouTube vậy đó. Đăng lên để nói chung là sở thích như vậy. Thế anh thích chó hay thích mèo? Cả hai. Hiện nay mình đang nuôi một con mèo. Tại vì mèo nó yên tĩnh hơn. Anh không thích ồn ào hả? Ồn vừa thôi. Em cũng nói hơi nhiều đấy. Không sao, nói cái đáng nói thì được. Không phải là ý nãy mình cũng có nói rồi đó là một vấn đề mà nói đi nói lại thì nó không có hay bằng mình nói nhiều vấn đề. Hồi nãy anh bảo là anh ở với gia đình đúng không? Thì là anh đang sống với những ai ạ? Sống với ba mẹ với vợ chồng anh trai với một đứa cháu. Về đó luôn làm dâu đó. Ngắm được không? Được chứ ạ. Nói chung thì em cũng biết nấu ăn một chút. Không biết là anh thích món Tây hay là món Việt. Nhưng mà em không biết nấu món miền Nam. Không sao đâu, thực sự anh ăn rất là dễ. Tại vì hồi xưa cũng giống chú Quyền Linh là cũng từ khó khăn cho nên không có kén món ăn gì hết. Ăn gì cũng được, ngủ đâu cũng được hết. Dễ không có thì... miễn có ăn là được. Không có quan trọng cái đó đâu. Cho nên thí dụ như em rảnh thì em nấu, còn không rảnh thì ra ngoài ăn sao hết. Không có vì không biết nấu ăn mà có chuyện, không có chuyện đó. Mà về làm dâu á, chứ đâu về làm dâu thì làm sao có chuyện mà thích thì nấu, còn không thích. Dạ không sao. Không, con đảm bảo luôn, em không đảm bảo là không sao. Vì em thích nấu rồi. Okay. Thích em... nấu rồi, vậy là được đó. Thì rảnh mình sẽ cùng nấu. Bây giờ mình nói thẳng vấn đề quan điểm về hôn nhân gia đình cho nhau nghe đi. Anh nói trước đi. Thì cũng trải qua mấy mối tình rồi thì
mình cũng chỉ mong là có một người đồng hành với mình lâu hơn. Thì gặp nhau là cái duyên rồi, thì mình sẽ cố làm sao cho cái duyên nó tốt nhất có thể để sau này mình không có liên tiếp. Dạ. Nói chung là cùng nhau chia sẻ công việc, rồi xây dựng gia đình, xây dựng sự nghiệp. Thế thường anh nghĩ là cái lý do mà anh chia tay là lớn nhất là cái gì? Chắc là do anh chưa có đủ sự nghiệp. Tức là thường đàn ông phải có sự nghiệp á. Thì mỗi người đàn ông nào cũng phải vậy hết. Khi mình cảm thấy thua kém những cái người khác á, thì mình sẽ tự ti, rồi mình giống như là người ta thấy mình bất tài á, không đủ lo cho gia đình á, thì sợ nhất cái đó thôi. Vậy giờ mình có sự nghiệp chưa? Cũng gần. Cũng đang rồi. Làm công ty nhưng mà cũng chưa có phải là lớn lắm. Từ từ ta có. Dạ, từ từ. Sắp có rồi đó. Nó hát hay kiểu này mà nếu mà bầu tốt á là đẩy phát lên luôn. Chắc nhờ bạn marketing dùng. Đó. Nhờ bạn marketing đấy. Không, nhưng mà chị nghĩ là em phát triển theo hướng làm sản xuất. Dạ. Nó sẽ tốt hơn. Dạ, em đi cả hai luôn á. Đúng rồi. Vừa biểu diễn vừa sản xuất đó. Luôn. Em có thu âm. Dạ. Nhưng phải có một bầu giỏi. Dạ đúng rồi. Chú Việt Linh làm bầu. Rồi, chú làm bầu là lên như diều gặp gió luôn. Dạ, cảm ơn chú. Hai ba bữa có bầu luôn. Ý hai ba bữa. Ủa cái này lạ. Chú Quyền Linh là có sản phẩm Amity kìa. Cuối dạ. giữa năm cái rảnh viết cho chú một bài về Amity. Đó, chú quay TVC, cái chú quảng cáo luôn. Dạ. À, được đó chú, được đó chú. Tôi nói giờ ngày mai á, là quay tôi minh họa như nãy, đẩy lên YouTube phát triệu view luôn. Dạ. Làm cho 10 cái, 10 triệu view tôi biết hết trơn. Chú hứa nha chú. Hả? Chú hứa nha. Rồi, hai đứa cưới nhau tôi phụ cho. Dạ. Nói chung về cái quan điểm của em ấy thì em nghĩ là... cái việc yêu kiểu tình yêu và hôn nhân thì quan trọng là cái sự hòa hợp. Thì em nghĩ cần phải có sự hòa hợp. Còn cái việc mà cái người đàn ông mà đang trong quá trình phát triển sự nghiệp ấy thì em willing với cái việc đấy, kiểu như là em không quan trọng là anh có tiền hay không, nhưng mà chỉ cần anh có chí thì em nghĩ chắc chắn sau này anh sẽ có tiền đủ. Và em không cần phải kiểu là quan tâm quá nhiều hay này kia, chỉ cần là mình hiểu cho nhau và có thể nói chuyện và chia sẻ được với nhau là được. Đó. Hay quá. Bạn nữ nói câu này rất hay. Không cần một người đàn ông có quá nhiều tiền. Yeah. Chỉ cần cái người mà có cái ý chí phát triển ở trong công việc là được rồi. Nhiều khi quá nhiều tiền nó đâm ra hư đó. Nhiều tiền quá là hư hả? Nhiều quá thì đưa cho vợ đem xài. Tiền về cho vợ, không thì đi ở nợ. Vậy thì mọi thứ đem về cho vợ hết là khỏi cần hư. Rồi bây giờ thế này nè Quốc Khánh. Yeah. Mình tiến tới bạn gái, mình nắm tay bạn gái ha. Hai đứa đứng lên nhìn thẳng mắt nhau, mình nói hết những cái suy nghĩ của mình về người đối diện. Nãy giờ gặp gỡ thế nào, trái tim mình nó có rung rinh nhúc nhích gì chưa? Đó, rồi. Nào, giao lưu cảm xúc tí đi. Mạnh mẽ lên nào. Đây. Nắm tay nha. Đây. Đây, anh nắm tay đầu. Không, hai đứa nắm hai tay nhìn mặt nhau luôn. Hai đứa đứng hai đối diện nhau. Sao đúng, anh đó. Run với vậy? Có run không? Có. Có. Sao mình thấy cũng bình thường mà ta. Nhưng mà em thấy anh xuống. Nó rung từ con tim đó. Ừ. Nói đi Khánh. Tay anh ấm quá ha, tay anh ấm. À đúng rồi, mùa đông thì ấm, mùa hè thì mát. Nhưng mà tay em lạnh. Không sao. Nói đi Khánh. Nói gì? Okay, anh, chưa anh, nói gì chưa? Anh muốn hỏi gì về em không? À thì khi đã tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì bản thân ai cũng là muốn mong muốn được được tìm được một cái người mình muốn hẹn hò đó. Thì mình nên cho nhau một cơ hội để tìm hiểu. Thì không ai biết ngày mai thế nào hết, nhưng mà mình sẽ cố gắng làm cho cái duyên này nó tốt nhất có thể. Khánh nói cảm nghĩ về người đối diện đi. Nãy giờ thấy thế nào? Thì dạ, chưa thấy Khánh thuyết phục được bạn nữ. Thật sự nếu chị là bạn nữ thì chị sẽ không bấm chuông. Nãy giờ anh gặp em tự nhiên con thấy anh rung. Dạ, hơn thật sự là em không có giỏi nói mấy cái câu hoa mỹ gì. Không có nói hoa mỹ. Hoa mỹ nhưng mà nghĩ sao nói vậy? Đúng rồi. Đúng rồi, anh cứ nói cái gì anh nghĩ. Đúng rồi. Em có mong muốn em... dắt bạn nữ xuống sân khấu đúng và đi về nhà hay không? Em phải nói cho bạn nữ nghe. Thì nãy em cũng có nói là cho nhau một cơ hội thì bạn có muốn cùng mình làm một cái duyên mới không? Đây bằng anh bằng em với bạn. em có muốn cùng anh làm một cái duyên mới hay không? À, nói chung em nghĩ mình đến đây, đến tham dự cái chương trình này thì đã là một cái duyên rồi. Thì mới gặp một lần mà mới chỉ nói chuyện một chút xíu như thế này thì em nghĩ là chắc là chưa ai có thể mà có tình cảm ngay được. Nhưng mà em nghĩ là mình nên cho nhau cơ hội để mà mình cứ làm bạn trước đi rồi mình tìm hiểu
dần dần mình có thể tiến tới xa hơn. Ok. Hắn hát cái bài anh muốn mình về nơi biển vắng gì đó. Là vô luôn á. Dạ. Đạt luôn hả chú? Không, hát hát chay trước mặt bạn ấy đi. À. Nhìn vô. Anh muốn được cùng em về vùng biển vắng. Mình sẽ sống những ngày nghe ươm nắng dưới bóng dừa lạ lời. Sẽ nói yêu em mãi, nói những lời yêu thương đã từ lâu ôm ấp trong lòng hoài. À. Anh nhớ chứ tôi nhớ như đó. Được. Rồi, được rồi, về chỗ ngồi đi. Dạ. Thế mạnh của Khánh là hát. Nếu lúc nào Khánh rung quá gì đó mình dùng bài hát để mình nói lên. Dạ. Thấy không? Vâng. Nhưng mà phải nói bằng bằng trái tim của mình nha. Dạ. Đừng có thấy cái nào cũng hát hết trơn á. Mà nó là chỉ là lời bài hát thì không được nha. Vâng. Rồi, để tay nút bấm các bạn bên tay trái. Thật ra khi hai bạn tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò thì chương trình cũng đã lựa những cái hồ sơ nó tương đồng với nhau, lựa những cái cuộc sống của hai bạn á nó tương đồng với nhau để mà các bạn dễ tìm hiểu nhau hơn. Còn cái việc còn lại là do cảm xúc của hai bạn. Những cái giây phút vừa rồi hai bạn đứng ở trên sân khấu đối diện nhau, nắm tay nhau, nói chuyện với nhau, cảm xúc hai bạn như thế nào, cái trái tim của mình nó như thế nào thì bây giờ là hai bạn sẽ là người quyết định, chứ chúng tôi không quyết định thay được. Để chứ tay mình lên đây này, ngồi ở xấu. Ngồi sát vô. À, đó, à, đúng rồi. Lên nó bị lủng như này. Tạo cái thế coi đẹp coi. Dạ. Chàng nhạc sĩ, ca sĩ, tương lai bên cô kia marketing hai người làm ăn tốt lắm. Trời ơi, bấm hết rồi, chưa đếm gì hết. Ủa vậy hả? Chúc mừng luôn. Đấy, có những điều chúng ta không cần nói mà chỉ là hành động thôi. Bây giờ chúng ta chính thức đã đồng ý hẹn hò với nhau, hãy nắm tay nhau. Đó. Trời, mình thấy hai bạn này cái mình muốn hẹn hò quá mọi người ơi. Mình thấy mình rạo rực quá. Có ai đăng ký hẹn hò muốn gặp Ngọc Lan, đăng ký qua Quyền Linh nha. Trời. Tôi sẽ nhận tất cả hồ sơ. Bán tôi trên sân khấu luôn. Một ngày đẹp trời tôi sẽ tuyển chú rể. Thôi, thấy sao Khánh? Cảm giác sao? Dạ, còn thấy rung. Thấy rung dạ. Là có yêu rồi đó. Cũng dạ. Chút rồi đó. Thấy rung dạ. Là được rồi. Còn bạn gái thấy sao nè? Em thấy tay anh dị ấm. Được. Vậy là cảm nhận đã hợp với nhau, đã hòa quyện với nhau rồi đó. Bây giờ xem như gia đình nhà gái đang theo dõi chương trình, mình thưa với hai bác, thưa với gia đình, bữa nay cho xin phép cho tụi con hẹn hò với nhau và con hứa gì đó, coi như nhà gái đang xem đó. Nói đi Khánh. Dạ thì hôm nay con tham gia chương trình này, con tìm được một bạn gái rất là xinh đẹp và hợp tính, thì con xin phép hai bác cho con với bạn được hẹn hò với nhau rồi để tìm hiểu nhau. Thời gian sau nếu mà hợp thì sẽ tiến xa hơn. Dạ được đó. Dạ mỗi nó tốt nha, qua nhà chúc tốt nha. Dạ được rồi. Okay.